Chào công ty mật mã 4.0, xin nghe ạ. Tôi muốn tìm một người. Dạ. Chào chị, chị tìm ai ạ? Tôi tìm chồng tôi. Chị tìm chồng chị? Đúng, ông ấy đã bỏ đi 2 tháng nay rồi. Bỏ đi 2 tháng trước mà bây giờ chị mới tìm chồng chị à? Thật ra là chuyện xảy ra 2 tháng rồi. Thì hôm đó anh đi làm giống như mấy ngày bình thường thôi, nhưng mà sau đó anh không về nữa. Anh đi làm nha. Đứng lại đó. Gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Ông lại xịt nước hoa đầy người nữa. Trời đất ơi. Thì từ trước đến giờ anh bước ra đường lúc nào anh cũng chỉnh chu lịch sự, em cũng biết rồi mà. Chỉnh chu lịch sự làm gì? Có vợ có con rồi, chỉnh chu đi ra ngoài cô gái hả? Em nói chuyện á, không sợ người ta cười cho. Suốt ngày cứ suy nghĩ tùm lum tùm la rồi ghen vớ vẩn. Vớ vẩn cái gì? Xung quanh của anh á, lúc nào cũng đầy mấy nhỏ con gái mặt vừa bún ra sữa, lại vừa đeo đẳng nữa. Vài bữa anh lại siêu lòng với tụi nó đúng không? Trời ơi, nó qua nó lại thì cứ chắc chắn đi theo gái. Mà chồng mình đã chắc chắn đi theo gái rồi thì bỏ luôn đi. Giờ đi tiếp ông chi vậy? Đâu có được. Bây giờ có bỏ thì tôi cũng phải là người bỏ ổng. Tôi đâu có làm gì sai trong chuyện này đâu, sao ông dám bỏ tôi được?